đen sửa nhà tắm than 80% người Việt Nam sử dụng. Xin chào các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn Tido, bé gái mới có 3 tuổi thôi nhưng cắt tóc một cách chuyên nghiệp cho em bé mèo nha. Đây là bộ dụng cụ để cắt tóc, có gương, có lược, có cây kéo, có cái ghế để ngồi. Rồi bé hãy ngồi vào ghế nha. Đeo khăn vào để tóc không có dính vào trong áo. Bây giờ cắt tay. Rồi, tạm xong một xíu. Bây giờ chị sẽ gội đầu cho em nha. Em nằm xuống. Gội đầu xong. Tóc ướt quá, để chị sấy cho. Em thấy làm sao? Đẹp không? Đẹp, đẹp. Cảm ơn chị. Rồi, bye bye em. Chị ơi, cắt tóc cho em đi. À, em vô ghế ngồi đi. Rồi, gội đầu nha. Chị sẽ tóc luôn. Em thấy làm sao? Đẹp không? Đằng sau kiểu này nó đẹp không? Chị ơi, cắt tóc giùm em. Rồi em ngồi lên ghế đi. Gội đầu nha. Sấy tóc luôn. Rồi, đẹp rồi, xong rồi đó. Các bạn thấy bạn ấy cắt tóc có giỏi không? Cắt tóc xong rồi, bây giờ tắm cho bé mèo đây. Bây giờ mình qua hồ bơi mình bơi chơi nha. Có trái banh nè, có con rùa nè, có viên bi nè. Em thỏa thức sức mà chơi nha. Cho em giọt nước đó. Em chơi banh đi. Em có lạnh không? Nè, em giọt nước đi. Lạnh quá hả? Nè, chơi banh đi em. Chơi em con rùa nè. Cho em trái bi nè.
bé vào bồn tắm. Rồi bây giờ chị sẽ tắm cho em nha. Xịt xịt xịt. Nước trong vòi sen sẽ chảy ra ướt đầu em nè. Xịt xịt. Nước chảy ra kìa. Xịt xịt xịt. Ướt rồi. Em lạnh không? Rồi bây giờ chị sẽ bỏ xà bông vào cho em tắm nha. Em ngâm mình nha. Rồi gội đầu luôn nè. Làm cho tóc thật là sạch luôn. Gội đầu, gội đầu. Em nhắm mắt lại nha. Nếu không dầu gội sẽ vào mắt em bị cay đó. Rồi bây giờ chị xả nước đây. Chị xả nước cho tóc em thật là sạch nha. Cho hết xà bông. Rồi bây giờ mình sẽ lau khô người nha. Nếu không sẽ bị nhiễm lạnh đó. Lau sạch. Xong rồi lau khô tóc nữa. Lau 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 lau. Lau 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 lau. Lau thật là khô. Lau thật là khô. Trời khô rồi. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ nha. Bây giờ sẽ mặc cái tã này vào. Chị không có mặc tã nữa, nhưng em còn nhỏ em phải mặc tã nha. Rồi mặc áo đầm này vào. Xong. Mặc áo khoác nữa, nếu không sẽ bị lạnh đó. Bạn thấy bạn ấy tắm cho bé Mèo có giỏi không? Bé Mèo rồi đi toilet kìa. Rồi em ngồi vào toilet nha. Ngồi giỏi nha. Khi nào xong thì kêu chị. Chị sẽ lau giùm cho. Rồi lau nha. Mình đi toilet xong mình phải lau cho thật là sạch sẽ. Chị lau tiếp nha. Đã đến giờ ăn cơm rồi kìa. Hãy xem bạn ấy cho bé Mèo ăn có giỏi không nha. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. À la la. Rồi bây giờ em hãy ngồi vào bàn ăn. Mình ăn cơm nha. Rồi đây là gấu bông của em nè. Đây là bình nước. Đây là hộp cơm. Đây chị đút cho em ăn nha. Em sẽ ăn thiệt là giỏi mới mau lớn được. Rồi uống miếng nước trước. Rớt rồi.
Mang nhiều lên nha. Nói hả? Rồi xong. Ăn cơm xong rồi. No quá, no quá. Bây giờ phải đi đánh răng. Nếu không, con sâu nó sẽ cắn răng đau lắm. Trước tiên, cho kem vào bàn chải. Rồi. Bắt đầu đánh răng, đánh răng, đánh răng, đánh răng. Chúng ta phải đánh răng thật là kỹ nha.